Chào mọi người nhé. Chuyện Ninh Phòng đi ảnh, tác giả Ngọa Long Sinh, MC Trần Khanh, chương 19, U Cốc Phòng Vân phần 2. Cửu Phượng vội chạy tới đồng thành khóc giống lên. Kim Phùng thấy vậy cũng không khỏi thương cảm, buông tiếng thở dài buồn bã. Bởi vì Cốc Chi Dương ở đây nên chàng không tiện nhắc đến cuốn huyền môn vũ thư, trong lòng cứ áy náy không yên. Lát sau Lục phu nhân từ từ tỉnh lại, miễn cưỡng nói: "Ta tạ Kim đại hiệp chỉ giáo." Kim Phi Hùng vội nói: "Không hề chi, nếu như phu nhân cần gì tại hạ xin giúp ngay, giờ thì cáo tử." Nói rồi hai người bước ra khỏi ngàn đại sảnh. Cốc Chi Dương đi trước dẫn đường, không lâu sau hai người đã đi khỏi sơn cốc. Cách đó không xa ta thấy đại đạo hiện ra trước mắt. Kim Phương vừa đi vừa nói: "Lục gia thật đáng thương." Cốc Chi Dương chợt hỏi: "Cửu Phượng lệnh chủ đã chết, cớ sao còn có thể sai người đưa cho Kim Huynh 4 miếng ngọc lệnh liên tiếp?" Kim Phương thở dài: "Không ngờ chỉ là lệnh bài giả mạo mà thôi." Rồi chàng kể lại mọi chuyện xảy ra cho Cốc Chi Dương nghe. Cốc Chi Dương nghe xong liền bảo chàng: Trong này tất cả có âm mưu rồi." Kim Phùng vội hỏi lại: "Cái gì mà âm mưu?" Cốc Chi Dương nói: "Cái này không ngoài sở liệu của tiểu đệ." Kim Phùng nghi hoặc: Cốc Huynh có cao kiến gì chăng?" Cốc Chi Dương liền đáp: "Tiểu đệ nghĩ rằng 4 miếng lệnh bài này do cổ chàng Khanh làm ra đó." Kim Phi Hùng ngạc nhiên. "Tại sao Cốc Huynh dám quả quyết như vậy?" Cốc Chi Dương nói: "Bởi vì hắn đã phái người đến cứu Kim Huynh." Kim Phi Hùng càng thêm kinh ngạc: "Ta cảm thấy hồ đồ, mong Cốc Huynh nói rõ thêm." Cốc Chi Dương ôn tồn đáp: "Trong lúc ngẫu nhiên tiểu đệ được biết Cố Trường Sanh khai người đến chỉ điểm cho Kim Huynh, tiểu đệ cảm thấy khả nghi, vội đi theo bọn chúng. Đến khi vào Nư Sơn thì tiểu đệ vượt lên trước của Bạch Vân Cốc đầu tiên." Kim Phi Hùng nói: "Vậy tại sao lão dẫn dụ ta vào đây?" Cốc Chi Dương nói tiếp: "Kim Huynh à, Cố Trường Khanh không hề có hảo ý với Kim Huynh đâu. Điều này chắc chắn Kim Huynh cũng biết." Cái này thì Cốc Chi Dương lại đáp: "Lão hoàn toàn không biết Cửu Phượng lệnh chủ đã bị phế bỏ hai cánh tay, nên mới bày trò dụ huynh vào lời hiểm ác này." Kim Phi Hùng cho hiểu: "Lão muốn ta liều mạng với Cửu Phượng lệnh chủ phải không?" Cốc Chi Dương gật đầu: "Đúng vậy, độc kế của lão thật là hiểm ác, cho dù là ai thắng ai bại đều có lợi cho lão." Nhưng mà Kim Phi Hùng vội cắt ngang: "Thúc huynh chẳng phải là nói lão cho người đến tiếp trợ ta sao? Như vậy chẳng phải là hảo tâm ư?"
Công trình giường đá đương nhiên là phải có nguyên nhân của nó, bởi vì kẻ bức bách não lên đành nên não đành phải cần đến Kim Huynh. Kim Phụ ngồi lên một tiếng kinh ngạc rồi nói: ta không được minh bạch lắm. Công trình giường cười đáp: ngày mà Kim Huynh rời khỏi Kim Năng, thần long Đà Lạt Ma của Thiên Đồng Tự đích thân một Trung Nguyên tìm kiếm đến Kim Năng, Kim Huynh kiếm Kim Huynh để đòi mất đa Thần Châu, chuyện này chắc Kim Huynh chưa biết phải không? Kinh vùng dân mình kinh ngạc: thần long Đại Nạt Ma đích thân vào Trung Nguyên ư? Cốc Trì Dường đáp: đúng vậy, lão ta vừa đến Kim Năng đã đến tìm Cổ Trường Khanh rồi gặp Kim Đại Huynh. Kim Huynh không có ở đó nên lão Cổ Trường Khanh hoảng hốt vội phái người đến trợ thủ cho Kim Huynh đó. Thần long Nạt Ma Đại Nạt Ma đứng đầu Thiên Đồng Tự, võ công của lão là vô địch thiên hạ. Lần đầu tiên lão đến Trung Nguyên đương nhiên là chuyện cực kỳ dị thường, nhưng Kim Phi Hùng cũng chẳng thèm lưu tâm đến, chẳng đang bận nghĩ tới Cổ Trường Khanh và cái chết bí ẩn của Tần Lĩnh Tam Quỷ. Không rõ kẻ nào có thân pháp nhẹ đến tốc độ chàng không đuổi kịp. Cốc Chi Dương thấy chàng lặng im không đáp, nhìn vẻ mặt đi liền đoán một điều gì đó bèn hỏi Kim Phi Hùng: Kim Huynh đang nghĩ về thần long Nạt Ma phải không? Kim Phùng cười khổ: chuyện đến thì xét liệu, tiểu đệ không hề nghĩ đến lão chọc đó. Cốc Chi Dương bất giác buột miệng khen: Kim Huynh thật đúng là hảo hán. Kim Phùng chợt nói: tiểu đệ đang nghĩ đến Cổ Trường Khanh. Lão này thiện lúc ác, lẫn lộn không rõ dụng tâm ra sao. Cốc Trì Dương nghiêm ngọng: Kim Huynh nên cẩn thận với lão. Kim Phùng bỗng bỏ ý: Cốc Huynh, tiểu đệ có chuyện phải đi đến Huyết Minh Bàng một chuyến. Huyết Minh Bàng ư? Cốc Trì Dương ngạc nhiên: Kim Huynh đến Huyết Minh Bàng có chuyện cần gì? Kim Phùng gật đầu: ta đến Huyết Minh Bàng truy xét quay cớ xả bọn chúng đang đêm lại đột nhập vào Lưu Sơn hạ độc thủ, sát hại Cửu Phượng đại chủ. Cốc Chi Dương nói: chuyện đó cần gì phải nói, tất cả đều cực kỳ rõ ràng. Kim Phi Hùng khẽ gật đầu: tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tiểu đệ muốn bắt được chứng cứ để cho Cổ Trường Khanh hết đường chối. Cốc Chi Dương liền nói: Kim Huynh có cần tiểu đệ trợ giúp một tay chăng? Kim Phi Hùng vội đáp: không dám phiền đến Cốc Huynh. Cốc Chi Dương bảo chàng: Huyết Minh Bang nhỏ bé như thế, Kim Huynh hà tất phải mệt sức. Kim Phùng vẫn không thay đổi ý định, mỗi người một ngả, hẹn gặp hợp tại Kim Năng. Cốc Chi Dương đi rồi, Kim Phùng bất giác cười lạnh: Cổ Trường Khanh tuy không có hảo ý với ta, còn dụng tâm của người như ra sao hồi có trời mới biết được. Nói rồi chàng lắc mình phóng đi. Tuy nhiên một cái bóng vàng rực xẹt tới như rào bạc, nhìn kỹ lại hóa ra là Dương Ngọc Phượng. Dương Ngọc Phượng chợt phát hiện ra Kim Phi Hùng, vội đổi hướng chạy nhẹ về phía chàng. Vừa phóng tới mình tới, nàng lớn tiếng gọi: Kim Phi Hùng, Kim Phi Hùng. Chàng còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên thấy một bóng người mặc trường bào màu huyết dụ nước tới. Kim Phùng chăm chú nhìn kỹ thì ra đó là một lão già. Lão này chính là Thực Nhân Ma Tôn, một trong tứ đại ma tôn nổi danh khắp võ lâm Trung Nguyên. Dương Ngọc Phượng hấp tấp nói: Thực Nhân Ma Tôn. Không đợi cho nàng nói hết câu, Thực Nhân Ma Tôn đã đến trước mặt lớn tiếng nạt nộ: con tiện tỳ kia, người còn dám chạy nữa không? Nói rồi lão vung tay như có ý động thủ. Thấy Kim Phi Hùng đứng đó, lão liền lên tiếng toá mạ: tiểu tử hôi tối kia, tránh ra, nhẹ lên. Kim Phi Hùng lòng đang nghĩ tới việc đi Huyết Minh Bàng nên cũng không muốn sinh sự nổi thôi, nên ôn tồn cười bảo: Thực Nhân Ma Tôn có địa vị tôn quý trong võ lâm, tại sao nỡ bức bách một tiểu nữ phụ tử thúc vong như vậy? Thực Nhân Ma Tôn nạt lớn: câm mồm, ngươi dám cả gan chen vào chuyện của lão phu sao? Kim Phi Hùng thấy lão khinh người vô nói, bất giác nổi giận đáp: thử ta xem vào đó ngươi làm gì được ta. Thực Nhân Ma Tôn bực tức thoá mạ: xú tiểu tử, ngươi muốn đồng thủ hay sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói: muốn đồng thủ thì động thủ, bản nhân đây không hề sợ ngươi đâu. Thực Nhân Ma Tôn giận dữ: tiểu tướng này to gan thật. Nói rồi vung trưởng tấn công chàng. Kim Phi Hùng vội đẩy Dương Ngọc Phượng qua một bên: được lắm. Kim Phi Hùng không buồn tránh né, hữu trưởng cong lại như cái móc cầu chụp thẳng vào hổ khẩu của lão. Thực Nhân Ma Tôn vô cùng kinh ngạc, không ngờ Kim Phi Hùng lại dám chụp vào cổ tay của lão, biển giận dữ quát vang: tiểu tử to gan. Quả nhiên Thực Nhân Ma Tôn danh bất hư truyền, nhẹ nhàng xoay ngược song trưởng đập mạnh vào cổ tay của Kim Phi Hùng. Bùng, một tiếng động vang dội vang lên, hai người giao đấu với nhau một trường. Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo: bất quá cũng chỉ vậy thôi mà. Thực Nhân Ma Tôn thối lui ra xa hơn một trượng, tuy chưa bị chấn thương nhưng nét mặt nổ vẻ kinh hãi, bởi vì lão không ngờ rằng công lực của chàng đã tăng tiến hơn lúc
cuộc đấu với tứ đại tôn giả của Thiên Đồng Tự rất nhập. Dương Ngọc Phượng đứng một bên tuy không nhìn rõ chiêu thế của hai người, nhưng cũng mơ hồ nhận thấy lợi thế của Kim Phượng, nàng bất giác buồn miệng khen hai lắm. Nàng nước mắt nhìn Kim Phượng toàn thái cực kỳ nể phục. Thứ nhân Ma Tôn thấy vậy nộ khí quan đến, tiểu tử này mất mạng trước rồi sẽ đến người đó. Dương Ngọc Phượng chế nhạo, hí, cái lão già đầu bụng không biết xấu hổ, người chết tới nơi rồi đó. Thứ nhân Ma Tôn càng thêm tức giận, giận dữ gầm lên, ai tiếp một chiều của lão phu đây. Kim Phượng cười mỉa, trăm chiều cũng chẳng sao. Bình bùng, những âm thanh kinh hồn vang lên, cát đá bay mù mịt khắp trời, mấy chiều đầu còn có thể phân biệt được rõ ràng. Dần dần hai người càng đánh càng nhẹ, hai cái bóng quay cuồng không sao phân biệt được nữa. Trận giao đấu quả nhiên ác liệt vô cùng. Dương Ngọc Phượng hoa mắt, hai bàn tay bất giác ướt đẫm mồ hôi, bởi vì nàng biết rằng trận ác đấu này sinh tử chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trong thoáng chốc hai người đã giao thủ hơn 50 chiêu. Đột nhiên thực nhân Ma Tôn lớn tiếng quát lớn, tiểu tử hãy coi chừng. Nói xong trưởng thế của lão đột ngột chậm lại rồi nôn người bay ngược ra phía sau hơn một trượng. Kim Phu Hùng đang lúc hứng chí cũng cao giọng nói, lão ma kia sợ rồi hả? Thực nhân Ma Tôn lạnh lùng, sao hả, lão phu lấy cái mạng của người đó. Nói đoạn vung song trưởng đầy tới, một luồng hàn phong cực kỳ lạnh lẽo ập về phía Kim Phi Hùng, kèm theo luồng phong lạnh lẽo là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Kim Phi Hùng không khỏi kinh ngạc, vội vàng ngưng tụ chân khí vận công chờ đợi. Cái đầu to lớn của lão nắc qua nắc lại, khuôn mặt tròn xòe quái dị đỏ như lửa lúc đấy cũng trở nên sành ngắt, hai luồng nhẫn quang chiếu ra tia hết sức lạnh lùng, khiến cho ai thấy đều phải dùng mình nhớ lạnh. Đồng thời thân hình nùn tịt của lão từ từ tiến tới. Kim Phi Hùng biết rằng lão đã dùng đến sát chiêu, nhưng mà chàng không rõ đây là công phu độc môn quái dị gì. Thực nhân Ma Tôn bất ngờ hét lớn, tiếp chiêu. Kim Phùng không dám quay tưởng, hồi tụ công lực vào tả trường, hữu thủ thoáng di động, tả trường hơi nhích lên đập mạnh vào đại huyệt trung đình, nhanh nhẹ phỉ thường. Thực nhân Ma Tôn thấy vậy nghiến rằng quan lớn, cuồng đồ ngạo mạn muốn chết. Bình Kim Phùng thấy một luồng khí lạnh tựa như bằng chạm vào tay mình rồi đi vào trong nội thể. Thứ nhân Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười lên một tràng dài, đoạn lùi ra hai trượng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Kim Phùng ngạc nhiên, cười cái gì hả lão quái vật. Thứ nhân Ma Tôn vẫn cười cuồng ngạo không dứt. Nát sau lão mới lạnh lùng đáp, tiểu tử ngu ngốc, ha ha, ngươi đã trúng phải âm hàn độc trưởng của lão phu, nội trong 3 ngày huyết khí đông bằng, tự hỏi ngươi còn sống được không ha. Tiếng cười quái dị nồng nọng vang lên trong không trung, rồi lão bay mình ra xa hơn 10 trượng, bóng áo màu huyết dụ chớp mắt đã mất hút phía xa. Kim Phùng chợt há hốc miệng đứng ngây người tại chỗ. Nam thủ Ngọc Quan Âm Dương Ngọc Phượng nghe thấy lời thực nhân Ma Tôn nói vậy, thấy Kim Phùng có thần sắc hơi khác lạ, vừa nào tới là thất thành. Kim Thiếu Hiệp, Kim Thiếu Hiệp, trong lòng chàng đang suy nghĩ nên cũng tùy tiện hỏi lại, có chuyện gì vậy? Dương Ngọc Phượng thấy tâm thần bất định của chàng nên càng kinh hãi, vội hỏi chàng không sao hả? Kim Phùng ồ lên một tiếng rồi nói, bây giờ thực nhân Ma Tôn đi rồi, đâu còn chuyện gì nữa, cô nương cũng có thể đi được rồi đó. Nói rồi chàng bước ra khỏi ngọn núi đi nhẹ bước. Dương Ngọc Phượng vội đuổi theo gọi Kim, chàng thấy trong người ra sao? Kim Phùng vừa đi vừa nói, ta làm sao, cô nương được vô sự rồi mà. Dương Ngọc Phượng bối rối đáp, nhưng mà có chuyện. Kim Phùng vẫn không quay đầu lại, ta có việc gì hả? Dương Ngọc Phượng đuổi theo ngang hàng với chàng, đoạn dịu dàng bảo, chàng đã trúng độc trưởng còn đâu mà cứ sao lại nói vô sự. Kim Phùng cười nhạt, chuyện này ta đâu hề lưu tâm đến, giọng nàng có vẻ quan tâm lo lắng. Chứng phong âm hàn của lão là loại công phu tuyệt độc trên thiên hạ đó. Kim Phùng lắc đầu, không sao cả. Dương Ngọc Phượng hỏi vặn lại, tại sao chàng nói là không sao? Kim Phùng thấy nàng cứ đi theo bên cạnh bất giác không vui nói, Dương cô nương à, là Dương cô nương, tại hạ trúng thương mà không chữa trị thì cũng đâu có quan hệ gì đến cô nương. Dương Ngọc Phượng giận dỗi nói, nhưng mà do ta gây ra. Kim Phùng bực bội hỏi, tại sao lão lại đuổi theo cô nương? Dương Ngọc Phượng vội nói, tiểu muội chạm mặt với lão ma nơi hiệp nộ, lão bức bách tiểu muội đưa ma cầu hiến tổ đồ cho nền mới. Nhắc đến bức họa đồ, Kim Phùng liền bảo nàng, cô nương tại hạ không hề cố ý trách cứ cô nương đâu. Dương Ngọc Phượng lo lắng, như vậy càng khiến tiểu muội áy náy hơn. Kim Phùng vội xua tay, cho dù tại hạ có chết ngay tức khắc cũng không bao giờ oán trách cô nương đâu, còn nữa ta đâu có bị sao. Nào ngờ Dương Ngọc Phượng càng thêm quan tâm, khu nàng nam vào lòng. Kim Phùng cất tiếng khóc nức nở, chàng chẳng có mệnh hệ gì,
Kim Phụng cực kỳ lúng túng, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên vai nàng rồi nhẹ nhàng khuyên giải. Dương cô nương, nàng làm sao vậy? Đừng đừng khóc nữa mà. Dương Ngọc Phượng ngạn giọng thì thầm, chàng nên kiếm một nơi yên tĩnh để trị liệu thương thế. Kim Phụng cười tà cười khổ, tai hạ đã nói rồi, đâu có chuyện gì phải lo. Dương Ngọc Phượng vẫn cố chấp, hừ, chàng nờ ta. Kim Phụng nghe vậy cũng không biết nói sao được, chàng lùi ra sau hai bước, nắc hai tay nói, ta quả thực đâu có thọ thương, cô nương không tin sao? Dương Ngọc Phượng thoáng hờn giận, chàng thực là người ngang bướng, thử vận công cho ta xem. Kim Phụng nói, không phải là ta ngang bướng. Dương Ngọc Phượng chợt nắm lấy áo chàng nghiêm trọng nói, nếu như cái não ma đó không hạ độc thủ thì ta có để cho chàng đi ngay lập tức. Kim Phụng đành nhượng bộ, được rồi, bây giờ cô nương bảo ta phải làm gì. Dương cô nương ấn chàng ngồi xuống bảo chàng thử vận công coi. Rồi nàng cũng tự động ngồi xuống đối diện với chàng, đoạn nói tiếp, ban đầu thử xem có độc hay không, sau đó coi vết thương này xem, sau đó coi có vết thương nào không. Chàng liền ngồi xuống vận công tự khí, vẫn thấy thông suốt, không có hề chút trở ngại nào. Dương Ngọc Phượng chú mục nhìn chàng hồi lâu không chớp. Ha, Kim Phụng cất tiếng cười sáng, đã tạ hảo ý của cô nương, như vậy là nàng yên tâm rồi đó. Dương Ngọc Phượng ngạc nhiên, ồ, có lẽ nào não ma đầu kiếm cớ nói vậy để chạy trốn à? Kim Phụng không dám nói thực chuyện của mình cho nàng nên bảo, tại hạ cáo từ. Không ngờ Dương Ngọc Phượng lại nói cáo từ cái gì, ta phải đi cùng chàng mới được. Kim Phụng thoáng ngạc nhiên, nàng đi đâu mới được chứ? Dương Ngọc Phượng điềm nhiên đáp, chàng đi đâu ta đi theo đó. Thấy chuẩn nha. Kim Phụng nhíu mày, như vậy đâu có được. Dương Ngọc Phượng cao giọng nói, có gì mà không được hả? Kim Phụng sốt ruột, tay hạ có việc phải đi đến Xích Phụng Ninh. Dương Ngọc Phượng nói lớn, nơi đâu có gì mà ghê gớm đâu, thế Ninh Bang làm sao dọa được ta. Kim Phụng cười khổ, Dương cô nương cứ sao cứ phải đuổi đi cùng với tại hạ. Dương Ngọc Phượng chế môi, bởi vì người thọ thương mà. Kim Phụng nhếch môi cười đáp, vừa rồi ta đã thử, chả lẽ cô nương còn chưa tin hay sao? Dương Ngọc Phượng vẫn nói cứng, ta phải đi với người trong 3 ngày mới được. Kim Phụng ngơ ngác, tại sao vậy? Bởi vì thương nhân mà tôi nói là chất độc sau 3 ngày mới phát tác. Kim Phụng hỏi, còn nếu như sau 3 ngày mà không có chất độc phát tác thì cô đừng tính sao? Dương Ngọc Phượng ngẩng đầu lên khẽ nói, đến lúc đó thì ta sẽ không quấy rầy chàng nữa. Kim Phụng nhất thời cứng họng không biết nói sao cho được. Dương Ngọc Phượng hạ giọng nói, nó cứ tưởng xem nếu như trong 3 ngày có chuyện xảy ra chuyện gì thì ai lo lắng cho người được. Thế rồi mắt nàng lại nhòa lệ trông vô cùng thương tâm. Kim Phụng liền đáp, được rồi, chúng ta cùng đi, nhưng nàng không được khóc nữa. Dương Ngọc Phượng liền gắn lệ mỉm cười nói, chàng đáp ứng rồi phải không, vậy thì chúng ta cùng đi. Một ngày kia hai người đến bên Cửu Giang Khẩu, lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi. Tổng đàn của Viết Minh Bang ở Xích Phùng Lĩnh bên bờ đối diện với Cửu Giang Khẩu, nhưng do đêm tối nên không có thuyền qua sông. Hai người đành phải kiếm một khách điếm ở bên sông để nghỉ qua đêm. Kim Phiêu ở bên góc phòng phía đông, quần Dương Ngọc Phượng ở bên nội thất phía tây. Thời gian ước chừng có vài khoảng canh giờ, canh hai, Kim Phiêu vận khí hành công đã xong, đang định nằm xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên phía tây phòng, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên rồi chợt tắt lịm, mọi vật trở nên yên tĩnh như cũ. Kim Phụng thầm la lên một tiếng, bật dậy khỏi giường lao ra ngoài. Dưới anh chàng đột nhiên có một bóng người lướt qua. Chàng vừa đến trước cửa phòng của Dương Ngọc Phượng lớn tiếng, Dương cô nương, không hề có tiếng trả lời. Bên trong lặng ngắt như tờ. Kim Phụng càng thêm kinh ngạc, vội vàng đẩy cửa vào, úa chân mềm gối lộn xộn tứ tung mà không hề thấy bóng Dương Ngọc Phượng trên giường. Chàng biết có sự không lành xảy ra, vội vàng đuổi theo bóng đen. Bên sông vắng cảnh chẳng hề có một bóng người. Bóng trăng chiếu lấp lánh, dòng nước không ngờ trôi. Trước mặt chàng đột nhiên hiện ra một nhánh sông rộng cản đường, bốn phía không có một bóng người. Kim Phụng cực kỳ lo lắng thầm trách, quả nhiên Dương Ngọc Phượng bị người ta bắt cóc thì không biết phải làm sao đây. Mà trước mặt chàng không có ai thì biết tìm kiếm ở đâu. Đang lúc bối rối thì bỗng nhiên bóm, bất ngờ có tiếng mái chèo khô nước từ phía dưới sông vọng lại. Kim Phụng chợt ngồi thụp xuống ẩn mình chờ động tĩnh. Dưới ánh trăng một con thuyền nhỏ lao tới nẹ như mũi tên. Trên chiếc thuyền có hai nữ nhân vừa chèo thuyền vừa cười lớn, một cười chợt lên tiếng, thân muội tính tình cao ngạo, rõ ràng là chúng ta đến tiếp ứng mà không chịu đến ở bờ sông. Giọng một nữ nhân khác lại nói, thân muội cứ cao ngạo như vậy e rằng vạn hoa hội của chúng ta có ngày bị xóa sạch khỏi giang hồ. Kim Phụng không khỏi ngạc nhiên, vạn hoa hội ư? Vạn hoa hội nguyên là một bang hội thuộc miền hạ Lưu Đại Giang,
hồi chủ được người giang hồ gọi là Bách Hoa Nương Tử Trình Đào, con này cũng có chút uy danh trên giang hồ.